chỉ ăn và ăn. Anh, sao giờ này anh mới thức giấc? Giờ này lại còn sớm mấy chứ? Nếu không vì cái bụng kêu réo ầm ĩ thì anh đã chưa định dậy bây giờ đâu. Anh, em nghĩ anh nên chăm chỉ luyện tập những món phở nhà nghề của họ nhà mình. Nếu không, càng lúc anh sẽ càng trở nên yếu ớt, không còn nhanh nhẹn, sắc bén được nữa đâu. Anh nghe em nói chứ? Em xem em đi. Ngày nào cũng tập với chẳng luyện. Mồ hôi đầm đìa, lông thì cháy nắng, mặt mũi đen nhẽm, trông chẳng có tướng tá gì cả. Đâu cần phải cực nhọc vậy làm gì cho thừa chứ. Họ nhà ta vốn dĩ nổi tiếng vì sự oai phong. Chỉ cần nghe đến tiếng gầm là các loài muông thú khác đã sợ chết khiếp rồi. Hơn nữa, cha chúng ta là vua của khu rừng, ai chẳng khiếp sợ. Riêng cái uy ấy cũng đủ để ta sống cả đời sung sướng. Tội gì mà em phải khổ thế. Thôi, anh phải đi ăn sáng đây. Trên đời này chẳng còn gì ngon hơn. Một năm sau. Hôm nay kiếm gì ăn được nhỉ? Này hai chú cáo, đùi heo rừng ngon đấy, mang lại đây mời ta, rồi đi kiếm miếng khác mà ăn. Con trai của vua sư tử? Phải, khôn hồn thì mau mang lại đây. Có gì mà sợ chứ? Cha hắn mới mất rồi, còn hắn nghe nói lười nhác, vỏ vẻ chẳng biết gì cả. Này, anh sư tử kia, muốn ăn thì phải đi tìm chứ. Hai người dám, có biết ta là chúa tể mới của cánh rừng này không hả? Biết chứ, cơ mà chúa dởm như anh thì... Hai đứa bay láo thật. Yếu ớt thế mà cũng đòi làm vua rừng xanh ư? Hôm nay cho mi tiêu đời luôn. Anh không sao chứ? Mà sao anh lại để... Anh... Thôi, anh em ta về thôi. Em đã bảo rồi, anh chẳng nghe. Từ mai dậy sớm tập võ cùng em nhé. Chỉ có mình mới cứu được mình thôi, không thể dựa dẫm vào ai mãi được đâu. Anh phải mạnh, phải giỏi thì chúng mới không dám coi thường anh được. Mà muốn vậy, phải tập, phải rèn, phải có ý chí vươn lên anh à. Từ mai anh sẽ dậy sớm tập võ cùng em. Anh yên tâm, chỉ cần chăm chỉ luyện tập vài tháng thôi là anh sẽ mạnh mẽ lên ngay. Cảm ơn em trai. Cốc nước đầy. La 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 la. Này, sao mình nói mãi hai cậu vẫn không nhớ? Tại cậu muốn nhanh quá, phải từ từ mới đúng nhịp được chứ. Từ từ, ai mà theo các cậu được? Mà mình đã nói đoạn này phải vòng tay lên cao thành hình vòng cung mới đẹp. Như thế này này, có thế mà hai cậu không nhớ nổi. Cứ từ từ đến bao giờ nữa? Ừ, bọn mình xin lỗi, mà vẫn còn mấy ngày nữa, rồi cũng sẽ tập được mà. Đúng đấy, nào, tiếp tục đi. Tập với hai cậu chán quá. Đoạn này mình đã thuộc lòng, hai cậu cứ tập với nhau đi. Lúc nào tớ thấy được rồi thì tớ sẽ vào tập cùng. Hay cậu cứ vào múa luôn đi, thuộc rồi thì tập cho tay mềm dẻo hơn. Xin lỗi, mình thấy tay mình đủ mềm dẻo rồi, hai cậu cứ tập tiếp đi. Nhưng múa hai người khó lắm, rất dễ sai nhịp nữa. Mình đâu có cần ai múa mẫu mà vẫn làm tốt đấy thôi. Cứ bắt mình phải theo các cậu, mệt lắm. Nào, tập đi tớ xem. Làm gì mà kêu thế?
con gái, bước vào nhà mà đóng cửa kiểu ấy là rất mất lịch sự. Con xin lỗi ba, nhưng tất cả là tại các bạn con. Hai cậu ấy khiến con bực bội vô cùng. Vậy các bạn con đâu? Có việc gì vậy? Con bảo các bạn về tập riêng với nhau rồi, có mấy động tác đơn giản mà tập mãi không xong, lại còn thích góp ý này nọ. Còn học múa nhà văn hóa mấy năm nay, các bạn ấy thì biết cái gì mà đòi góp ý cơ chứ. Đã thế, còn để hai người tụ tập với nhau, thể nào ngày mai chẳng phải nhờ đến con. Con gái, con rót hộ ba ly nước. Vâng ạ. Con mời ba uống nước. Rót đầy cho ba. Vâng ạ. Con cứ rót đầy thêm vào cho ba. Ba muốn uống nhiều hơn một chút. Ba ơi, ly nước đầy rồi, không thể rót thêm được nữa đâu ạ. Ba cứ uống đi, lát nữa nước vơi con lại rót tiếp cho ba. Ồ, ly đầy thì không rót thêm được sao? Ba hỏi gì lạ vậy ạ? Đương nhiên, nếu ly đầy rồi làm sao rót thêm vào được nữa. Đúng vậy, con gái ạ. Ba mong con đừng bao giờ nghĩ mình là ly nước đầy, vì trí tuệ của con người luôn có hạn. Nếu con nghĩ rằng trí tuệ của mình đã như ly nước đầy kia, con sẽ không thể tiếp nhận thêm một tí kiến thức nào nữa. Ba, con không hiểu. Mỗi người chúng ta ai cũng có những hạn chế, khuyết điểm. Lắng nghe người khác là một cách để tự hoàn thiện mình. Một người luôn thấy mình hoàn hảo, không biết lắng nghe người khác, như con vừa nói với hai bạn ở dưới sân, sẽ không bao giờ tiến bộ lên được. Con hiểu rồi ba ạ. Con thật ấu trĩ mà lại tự kiêu nữa ba nhỉ. Con sẽ xin lỗi các bạn và từ nay sẽ học cách lắng nghe người khác. Ừ, con gái ba phải thế chứ. Cánh cửa trong suốt. Ôi, chân mình đau quá, cánh cũng đau. Ồ, có con chim bị thương, tội nghiệp quá, mình mang nó về chăm sóc mới được. Mình đang ở đâu thế này? Sao bốn phía đều là rào thế này? Ôi! À, ở kia không có rào, phải tìm cách ra ngoài thôi. Đau quá, sao không ra ngoài được? Mình không thể ra ngoài kia được nữa sao? Tại sao lại không thể bay qua cánh cửa kia được? Thật sự không ra ngoài được nữa rồi. Con chim này đã khỏe hẳn rồi, sao trông nó buồn thế nhỉ? À, chắc nó muốn bay lượn đây mà. Nó cũng cứng cáp rồi, mình mở lòng cho nó bay đi thôi. Bay đi nhé chim, bay về với bầu trời của mày đi. Ồ, sao lạ vậy? Mày không bay đi sao? Cửa đã mở rồi mà. Sau quá nhiều lần va chạm, không thể vượt qua được bức rào kia, chú chim đã từ bỏ hy vọng. Thế nên, dù cánh cửa đã mở, nó cũng không còn dám thử thêm lần nữa. Con người cũng vậy. Nếu mới chỉ gặp một chút khó khăn đã bỏ cuộc thì chắc chắn sẽ không thể thành công. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.